Thường Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu mà một cái người mà không sống trong cái xã hội Mỹ này lâu năm thì họ có thể dễ nhìn vào cái tình hình này để đi tới một cái kết luận rất là hời hợt là nền dân chủ của Hoa Kỳ rất là bát nháo. Ông Ông có viết gì? đó đúng, Ông nói đúng tức là nó bát nháo. và nó bắt nháo thật. Thế nhưng mà giờ chúng ta cũng nên nghĩ lại, tại vì thời lượng của chúng ta nó có giới hạn. Người ta lầm tưởng rằng là nước Mỹ đó là một quốc gia dân chủ, đi theo cái nguyên tắc dân chủ trực tiếp, là người dân đi bầu trực tiếp lên. Thực sự ra nước Mỹ là một nước theo cái chế độ Cộng hòa, là người dân bầu ra những vị đại diện dân cử thay mình để cai trị đất nước. Hai cái nó có khác nhau, nó không có cái thể chế dân chủ trực tiếp như là nhiều ở nước khác. Thế và thứ hai nữa đó rằng là cái hiến pháp của Hoa Kỳ đó là còn cố tình đặt giới dân chủ vào cái hoàn cảnh đó, đó là phải canh chừng lẫn nhau. Có thế thì nó mới balance được, nó mới gọi là nó mới cân bằng được cái chuyện đó. Thành ra nói theo ngôn ngữ thời nay đó, đó tức là gây ra nạn ách tắc chính trị. Hay không? Tức là khi mà họ cạnh tranh mà kiềm chế lẫn nhau đó thì người dân hay là xã hội, thị trường đó là vẫn có được cái quyền tự do quyết định của họ. Và nó là thôi kệ, mấy ông chính khách muốn nói gì thì nói chuyện đó. Thì cái đó, nó là một cái đặc tính của nước Mỹ. Nếu mà chúng ta không có ở trong cái xã hội này lâu, chúng ta không thấy cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà các đảng phái và cơ chế chính trị của nước Mỹ mà lại thống nhất ý chí thì có thể là thống trị cả nước, thì chúng ta trở thành độc đảng, rơi vào cái tình trạng độc đảng của các cái quốc gia khác. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái đó, nó là một cái chuyện mà chúng ta cũng để ý, cũng nên giải ảo. Tức là giới lãnh đạo Mỹ chơi trại khi mà luôn luôn đó là dùng cái hình ảnh chiến tranh để khích động người dân nhằm giải quyết những cái vấn đề trong nội tình của họ. Và vì có chiến tranh thì phải có tướng lãnh, có võ khí, rồi có chiến lược, chiến thuật, cái chuyện lung tung lăng tang lên như vậy. Và người Mỹ rồi là lao theo cái trò đó. Và cuối cùng sau đó là nó thành một cái cuộc chiến là phe nào cũng phất cờ lên hết cả, mà đánh lộn lẫn nhau ở bên trong. Tôi nhớ là không biết là 97, 98 cái lúc mà ông Tổng thống Bill Clinton nghe cái tin là bị Quốc hội quyết định là đàn hạc, là impeach về cái chuyện liên quan đến cô Monica Lewinsky đấy. Thì 3 tiếng đồng hồ sau, lúc đó chúng tôi ông Nguyễn Xuân Nghĩa và chúng tôi đang ở Washington DC làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, thì được cái tin là Tổng thống Clinton ra lệnh cho không quân Mỹ đánh bom vào những cái địa điểm tình nghi là quân khủng bố ở bên Afghanistan. Cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì chiều ngày hôm đó có thảo luận với nhau và nghĩ rằng là ông muốn truyền cái dư luận từ cái chuyện Quốc hội đang muốn đàn hạc ông qua cái chuyện phải chú ý tới vấn đề đánh quân khủng bố bên Afghanistan. Thì đó có phải là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là họ giải quyết không? Đấy là cái hình tượng hay là cái ẩn dụ chiến tranh giả ở trong nội bộ mà nó dẫn đến những cái quyết định lảng xẹt ở phía bên ngoài. Chuyện đó thì chuyện rồi nào, cái vụ Kosovo, chuyện này cái nó lung tung, nó nhiều thứ như vậy lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chúng ta phải thấy rõ như này đó, đó là nước Mỹ đó, đó là càng ngày càng ý thức được rằng là nó có một cái gì đó nó không có đúng. Tại vì bao nhiêu cuộc chiến mở ra chống nạn nghèo đói này, chống nạn kỳ thị này, từ thời ông Lyndon Johnson, cái gọi là thế giới đại đồng của ông, trong khi đó ông phải đối phó cái cuộc chiến tranh thật ở tại Việt Nam, tốn kém nhiều quá. Thời đó nó đã là như vậy rồi. Từ đó đến bây giờ về sau đó, đó mình có thấy rằng là cái nạn mà những cái người thiểu số da đen đó, đó là tương đối bị thiệt hại nào kia đó, nó có giảm, nó không có. Thế rồi sau đó đến cái cuộc chiến chống ma túy, cuộc chiến ngần nghĩ cuộc chiến mà trong nội bộ nước Mỹ nó không có đạt được kết quả. Thì cái đó tôi cho rằng là nó làm chuyện mà chúng mình cũng nên theo dõi. Và có thể rằng là tôi mong là nước Mỹ sẽ còn bị một cái vụ khủng hoảng vì cái tình trạng khai thác ra cái tư tưởng về chiến tranh để giải quyết những vấn đề chính trị cục bộ và ngắn hạn ở trong nước. Thì cuối cùng người ta mới thấy rằng là dân mình hả? Cả hành pháp lẫn lập pháp cả chướng hết, thì có thể rằng là nó phải đụng vào một cái trận đó nữa. Tôi nghĩ cái đó nó là cái điều hay, nhưng mà trong cái phần cuối thì mình phải nhìn rằng thế giới ở bên ngoài nhìn vào nước Mỹ nó ra làm sao, thì nó lại có một cái nghịch lý khác mà chúng ta cũng nên giải ảo. Cái nghịch lý là cái gì? Chúng ta đã nghĩ đến từ khi còn ở bên ngoài cho đến khi sống trong nước Mỹ, chúng ta luôn luôn nghĩ đến một cái hình ảnh lý tưởng của nước Mỹ là một cái melting pot, một cái lò cừ nấu chảy hết tất cả nhiều loại nguyên liệu các thứ, thành ra một cái thứ nó nhuần nhuyễn,
nó thống nhất. Mọi thứ văn hóa, mọi thứ ngôn ngữ nhồi hết vào cái nồi. Xuất phát ở đây là ông Thái đi theo đạo này là mà sinh ở miền Bắc hay tôi ở miền Nam các thứ là người này gốc này gốc kia. Dần dần rồi đó là đều thấy rằng là mình là công dân của Mỹ và mình coi nước Mỹ đó là trên hết và mình sống chiến đấu và đấu tranh cho cái quyền lợi của nước Mỹ, cái đó là cái melting pot. Thưa quý vị, thưa ông Thái đó, bây giờ đó là nước Mỹ không phải là một cái melting pot nữa, mà nó là một cái đĩa gỏi có rau thịt đủ thứ hết, và trong đó mỗi người thích một món gì trong cái món gỏi, cái đĩa gỏi đó thì gấp ra 7 món thì gấp. Thế là vào chỉ rằng là những người kia là không biết ăn. Thế tôi thích thịt cá, tôi ăn cái này cái kia. Tôi lo về công bằng xã hội. Mỗi người thì nhìn một cách. Thế thì nhìn một cách trong người kia thì tức là nếu mà bây giờ thì chúng ta có một cái bữa ăn mà ngần ý người đó là gắp gỏi cá không. Không phải gắp đâu mà dùng dao nĩa đâm vào nhau nữa. Đó là làm cái trận gọi là nội chiến như chúng ta đang chứng kiến bây giờ. Không chỉ cái nghịch lý. Nếu mà mình phải nói đó. Cái nghịch lý mỉa mai của nước Mỹ đó là Hoa Kỳ bây giờ có một cái sự đồng thuận duy nhất giữa hành pháp và lập pháp, giữa bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ đó là một cái đối sách cứng rắn với lại Trung Cộng. Thế sao ông là mỉa mai? Mỉa mai đó là tại vì mọi người nhìn vào kể cả Tập Cận Bình có khi rằng là cũng hiểu lầm chúng nó sống trong cái nồi cháo heo, chúng nó đang giết nhau như vậy đó. Nhưng mà không phải là như vậy. Thế thành ra là mình vẫn cứ cười cười để mình dụ Donald Trump. Mình nhào vào chết đấy. Mình giở võ tiếu lý tảng đao, mình cười cười giấu dao trong bụng. Thế cuối cùng sau đó là rằng là mình pháo chuyên dẫn ngọc, mình làm này kia. Ai dè đó là chính một cái người lãnh tụ Dân Chủ ở tại New York, Chuck Schumer. Răn đe ông Trump rằng là ông không có được nhượng bộ đâu đấy nhé, phải cứng rắn với chúng nó nhé, nọ kia. Ví dụ như vậy đó. Thế nên tôi mới rằng là cái đó là thế giới bên ngoài cũng hiểu lầm tưởng rằng nước Mỹ đi vào nội chiến, thành ra sẽ giơ tay đầu hàng như ơi quả mơ ai dè rằng là. Thành ra, nói tóm lại Tập Cận Bình đó là cái người mà đã tạo cho Mỹ một cái cơ hội Dân Chủ với Cộng Hòa đoàn kết với nhau. Đúng rồi, ít ra rằng là trong một cái lĩnh vực, một cái lĩnh vực đó là nước Mỹ đang coi nó là ưu tiên, và đối với lại nhiều quốc gia khác là khu vực Đông Á cũng coi cái đó nó làm cái ưu tiên. God bless America. Cảm ơn quý tín khán giả của đài Người Việt TV và ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Hy vọng là chúng ta sẽ giải thích thêm về cái melting pot của nước Mỹ. Xin cảm ơn cái sự kiên nhẫn của quý vị và nhất là của ông Thái, là tại vì luôn luôn là chúng tôi đi vào những cái đề tài nó gây ra nhức đầu cho đến tuần sau. Kỳ tới chúng tôi sẽ để một cái hũ Advil hoặc là aspirin ở đây. Chào tạm biệt quý khán giả.